Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh Nhà Đất Đồng Nai. Hiện tại thì Sông đang đứng trên trục đường N5 của khu dân cư Ông Thuận anh chị. Trục đường N5 này là nằm sát trục đường N6 và N8. Đường N8 là đường 32m, đường N6 ngay sau lưng lô đất em quay cho anh chị đây là trục đường thông thẳng ra trục đường quốc lộ 51 anh chị nha. Hôm nay em gửi tới quý anh chị một cái lô đất ngang 5m, dài 18.8m, 93.8m, đất thổ cư 100% ở khu dân cư Ông Thuận, nằm ở giữa tụ điện, kéo lại cái cây xanh này anh chị. Ngang 5m, dài 18.8m cho anh chị nha. Bán giá 2.250.000.000. Anh chị mua thì liên hệ cho Sông nhé. Đất cao ráo, khu vực là dân cư thưa nhưng mà đã tương đối rồi. Nên là có hàng xóm xung quanh anh chị. Có hàng xóm xung quanh. Ngang 5m, dài 18.8m cho anh chị nha. Bán giá 2.250.000.000. Anh chị nào mua thì liên hệ cho Sông nhé. Còn từ cái dự án khu dân cư Ông Thuận này á, thì nó nằm ngay góc trục đường Tôn Đức Thắng và trục đường quốc lộ 51, vào trung tâm sân bay quốc tế Long Thành là 4 km đường chim bay. Anh chị nào mua thì liên hệ cho Sông nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Về tiện ích của khu dân cư Ân Thuận này thì khu dân cư Ân Thuận rộng 50 hecta, nằm ngay góc giữa trục đường 25B là trục đường Tôn Đức Thắng anh chị. Anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thị trấn Hiệp Phước và ra quốc lộ 51 thì nằm trên cái trục đường 25B này, đường Tôn Đức Thắng, và trục đường quốc lộ 51 xuống Vũng Tàu. Đó, ngay cái góc anh chị nha, góc hình tam giác. Và phía nam á thì có một cái đường sát quy hoạch, từ ga đường sát của quận Thủ Đức xuống ga đường sát của sân bay quốc tế Long Thành anh chị. Trong tương lai thì cái khu dân cư Ân Thuận rộng 50 hecta này nằm ngay cái tam giác ba trục đường lớn, cực kỳ tiềm năng. Về tiện ích hiện tại của khu vực thì ngay cái nút giao tam giác rất là đẹp của đường 25B và trục đường quốc lộ 51, ngay khu vực này thì chính giữa con đường này đi ra đã có cái trường là trường Đinh Tiên Hoàng anh chị, cho cấp 2 và cấp 3 luôn anh chị nhé. Thì đối với cái học sinh cấp 3, học sinh cấp 2 thì chi tiêu rất là nhiều. Khu vực này thì cực kỳ tiềm năng. Tương lai em nhìn của khu vực này là sẽ là nhà hàng khách sạn, để phục vụ cho anh chị đi sân bay quốc tế Long Thành anh chị. Vì cái tuyến đường sát và cái tuyến đường quốc lộ 51 cũng như là đường 25B là đại lộ hết anh chị nhá, vào sân bay quốc tế Long Thành. Kết nối trực tiếp thì em sẽ chạy quanh chia sẻ cho anh chị cũng như là cái tiện ích khu vực, và đặc biệt là cái tuyến đường sắt dưới này anh chị nhá. Tầm nhìn cái tuyến đường sắt Tây Nam này, là kết nối đường quốc lộ 51 lên đường 25B á, thì tuyến đường sắt này quy hoạch năm 2030 nhằm phục vụ sân bay anh chị. Để giờ em chạy quanh ra trường Đinh Tiên Hoàng, cũng như là đường 25B và ra quốc lộ 51 quay lại dự án cho anh chị xem nhé. Đó là một cái vòng tròn chia sẻ cho anh chị về cái tiện ích khu vực này cực kỳ tiềm năng anh chị. Trong cái ngắn hạn dài hạn thì khu vực này đầu tư vẫn tốt anh chị nhé, vì có cái tiềm năng về kinh doanh mua bán. Khi mà nó mang cái yếu tố về kinh doanh á, thì bất động sản sẽ tăng giá và nó có sự đột biến khi mà thị trường dân đông anh chị nhé.
đây là cửa ngõ phía Tây Bắc dự án, vào dự án nút giao với 25B anh chị, đường Tôn Đức Thắng. Đây là giao lộ giữa đường 25B và đường quốc lộ 51 anh chị. Đây là cửa ngõ phía đông kết nối khu dân cư An Thuận và quốc lộ 51 anh chị. Hướng đây là hướng xuống Vũng Tàu anh chị nhé. Đó là tiện ích xung quanh khu dân cư An Thuận anh chị, cũng như là cái tiềm năng để anh chị đầu tư khi mà đầu tư vào khu vực này. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh Bất Động Sản Đồng Nai nhé.
Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.